Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023 và kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023. Sáng nay, khu dân cư Nguyễn Xá, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội Văn hóa quân dân. Tới dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy. Những năm qua, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể khu dân cư Nguyễn Xá tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhân dân đồng thuận hiến trên 200 mét vuông đất để mở rộng làm đường giao thông thôn xóm. Đến nay, 100% các tuyến đường thôn xóm được cứng hóa, có hệ thống thoát nước đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo không ngừng giảm qua các năm, đến nay còn 1,1%. Nổi bật là trong năm 2023, trên 90% diện tích đất nông nghiệp của khu dân cư nằm trong quy hoạch khu công nghiệp Yên Mỹ 2. Cho đến nay, nhân dân đồng thuận bàn giao 100% mặt bằng. Cùng với đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, phong trào khuyến học khuyến tài được quan tâm và đẩy mạnh. Nhiều hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Năm 2023, khu dân cư có trên 98% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, có 12 gia đình được công nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền các cấp. Với tinh thần chỉ đạo của cấp ủy và chi bộ, tất cả các đảng viên phải đi đầu trước, rồi xong bắt đầu mới đến nhân dân đi theo. Toàn dân đoàn kết, chung sức, chung lòng, hiến đất và qua bờ tường, bờ rào, mở từ xóm nhỏ cho đến xóm lớn. Xây dựng nông thôn mới đi vào một quy củ và hoàn thiện. Hôm nay là rất là vui mừng, phấn khởi. Thôn mình đã phát triển và được đổi mới rất nhiều. Qua những ngày hội như thế này thì tình quân dân là rất là gắn bó và đoàn kết hơn. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương và chúc mừng những thành tích kết quả mà cán bộ, nhân dân khu dân cư Nguyễn Xá đạt được thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, cán bộ, đảng viên và nhân dân khu dân cư tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra. Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể khu dân cư cần phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm để gần dân, hiểu dân và kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương trả lời giải quyết thắc mắc bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở. Ban công tác Mặt trận khu dân cư Nguyễn Xá cần tăng cường tuyên truyền, vận động, tổ chức các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tiếp tục vận động huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo giúp đỡ người nghèo, các đối tượng ưu thế, các đối tượng chính sách để sao cho khu dân cư không còn hộ nghèo và thực hiện đúng cái chủ trương không để ai bỏ lại phía sau. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và của nhân dân, đặc biệt là giám sát cán bộ đảng viên ở nơi cư trú. Đường tránh 376 rất quan trọng, sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho tỉnh ta và cho huyện ta, nhất định phải làm sớm. Yêu cầu là Yên Mỹ chậm nhất là trong quý 1 khởi công được con đường này để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa đi lại của người dân, đáp ứng cho một tầm nhìn dài hạn chứ không phải là tầm nhìn của 5 năm hay 10 năm. Tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao quà tặng khu dân cư Nguyễn Xá và 15 hộ gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo của xã Trung Hòa. Khu dân cư Nguyễn Xá vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đến thăm mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp tại Ủy ban nhân dân xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ.